Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dự án đầu tiên ký sinh trên nền tảng của Cardano hay còn gọi là ADA Thì cái dự án này có tên là Revuto Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ nếu anh chị nhận được giá trị ở video này Thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh những anh chị nào mình là người mới mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế có thể nhấn vào đường link để để đăng ký Rồi sau đây em sẽ đi vào chi tiết Của chủ đề ngày hôm nay Đó là Giới thiệu chi tiết về cái dự án Revoto này Và hiện tại nó đang Chuẩn bị bán public sale Thì trước mặt màn hình anh chị có thể thấy là Trang chủ của dự án Revoto Revoto Rồi Thì cái dự án này nó là Về DeFi Đây đăng ký kiểm toán và thanh toán với các crypto Thì uh, kiểm soát đăng ký của bạn với đi app đầu tiên trên Cardano và tận dụng các khoản thanh toán định kỳ với mã thông báo Revu và dịch vụ DeFi thì đây mọi người có thể là thấy trong khi ăn cắp tiền từ người dùng bằng các bẫy dùng thử miễn phí các thủ tục hủy đăng ký ẩn và quá phức tạp nên nên kinh tế đăng ký đang được phát triển nền kinh tế đăng ký phát triển 100% theo năm mục tiêu của revoto là tiết kiệm tiền của mọi người bằng cách cho họ kiểm soát những gì khi mà họ thanh toán cho các đăng ký của họ thì như mọi người biết á về cái này nè là khi mà mọi người mua một cái ứng dụng á thì điều đầu tiên á là nó sẽ cho mọi người dùng thử miễn phí một tháng những anh chị nào mà mình sử dụng những cái app trên trên app store hay là sếp mà nó bắt mình trả tiền dùng thử một tháng và nó kêu mọi người là thêm cái thẻ thẻ visa mastercard của mọi người vào á thì khi mà mọi người dùng thử xong thì tới tháng sau nó sẽ tự động trừ tiền của mọi người và có những cái dịch vụ mà mọi người không hủy được luôn và nó cứ tới thời điểm tới tháng là tự động nó trừ tiền của mình thì cái dự cái này là em đã từng gặp phải rồi lúc trước em có sử dụng thẻ visa và em mua mua data ở bên nước ngoài á một cái trang web nước ngoài và nó bắt em điền cái thông tin vào thì đầu tiên thì mua với mức giá rất là rẻ thôi và cứ vậy mỗi tháng mỗi tháng nó sẽ trừ tiền của em thì cái revoto này nó giải quyết cái vấn đề đó và thứ hai nữa là bằng cách tận dụng các mã thông báo gốc Cardano và DeFi để thanh toán cho các đăng ký hệ sinh thái của Revuto được thiết kế thiết kế để tiết kiệm mọi cho mọi người bất kể điều kiện thị trường tiền điện tử như thế nào rồi sắp tới nó sẽ ra cái đi app là Revoto rồi đăng ký thẻ ghi nợ Revoto hỗ trợ các mã thông báo gốc Cardano để chặn báo lại hoặc phê duyệt phí đó thì cái cái này á là nó giải quyết vấn đề của mọi người khi mà mọi người sử dụng thanh toán quốc tế hoặc là sử dụng thanh toán trên các cái ứng dụng đó rồi mã thông báo gốc là gửi mã thông báo gốc của Cardano vào địa app Revuto của bạn rồi trả tiền và đăng ký sử dụng thẻ ghi nợ Revoto để đăng ký và thanh toán mã thông báo trên Cardano này tiếp giới thiệu nhận phần thưởng giới thiệu mang lại cho chúng tôi bạn bè của bạn và kiếm phần thưởng bằng mã thông báo revu rồi đặt cược và vào doanh thu của bạn đặt cược và giữ mã thông báo revu trong khi nhận khoản vay bằng đồng xu ổn định để thanh toán cho các đăng ký của bạn nhận lại tiền nhận hoàn tiền bằng mã thông báo revu khi các thanh toán đăng ký của bạn rồi kiếm được lợi nhuận từ các mã thông báo revu khi mà bạn cung cấp tính thanh khoản cho giao thức thì có thể là sắp tới nó sẽ ra một cái sàn giao dịch sàn giao dịch phi tập trung đó rồi mã thông báo revu dùng để làm gì thì mã thông báo revu là một mã thông báo trên mạng gốc cardano động lực chính để giữ mã thông báo revu là tiết kiệm tiền trong khi thanh toán phí đăng ký của bạn ví tiền điện tử revuto là một ví đơn giản an toàn và hỗ trợ mã thông báo dựa trên gốc cardano bao gồm ứng dụng thông báo revu và ổn định là đồng euro rồi ví tiền ví tiền điện tử của Revu được xây dựng cho phép các thanh khoản kéo và được ủy quyền từ các địa chỉ ví Revu khác và hỗ trợ ủy quyền trực tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ. Đó. Revu là một mã thông báo gốc trên mạng Cardano nè. Tokenomic được thiết kế sử dụng tới 40% doanh thu được tạo ra từ phí giao dịch và phí DeFi để mua lại mã thông báo Revu sau khi trưởng thành, Revuto sẽ dần chuyển sang quản trị cộng đồng cho phép chủ sở hữu mã thông báo Revu bỏ phiếu cho tương lai của RevuTu đó. Rồi tiếp theo là mô hình cho vay DeFi là tận dụng lợi thế của nền tài chính phi tập trung đang phát triển nhanh chóng để mang lại sự tự do cho các dịch vụ tài chính như là cho cho vay và đi vay. Với DeFi, người cho vay và người đi vay ngắn hạn sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái RevuTu khi thanh toán bằng Revo rồi xây dựng cộng đồng thì cái này em không đi chuyên sâu quá đâu. Rồi tiếp theo là quan hệ đối tác là những cái nhà đầu tư cái dự án này thì mọi người có thấy là Cardano, Ratia rồi IOHK, IOHK là một cái công ty chính của 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 Cadano nè. Rồi Robitcoin Electrocoin, Electro rồi đó. Mọi người có thể thấy là thực sự là hai thằng này thôi. Đó là đủ để mình chú ý rồi. Thì cái này là dự án đầu tiên trên trên Max contract của Cardano, trên cái nền tảng Cardano đó. Rồi đội ngũ phát triển em cũng không đi quá sâu đâu. Thì em sẽ đi cho anh chị về cái roadmap và hiện tại còn có khoảng 3 tiếng nữa là là nó sẽ bán cái mã thông báo này. Thì nếu mà anh chị nào đã bỏ lỡ thì mình sẽ đợi tới vòng sau. Đây. Quý 1 tới quý 3 năm 2021 là bán thông báo mã Revo rồi tích hợp và xử lý thanh toán ứng dụng Revo có sẵn cho người dùng trên iOS và Android đăng ký giấy phép trao đổi tiền điện tử sang tiền pháp định cung cấp mã thông báo đút tiền kích hoạt thanh toán thanh khoản và hoán đổi ADA trên Revo rồi bảo hộ nhãn hiệu được đệ trình tại EUIPO IBO hai đơn xin cấp bằng sáng chế được nộp tại EBO và USBTO rồi quý tư năm 2021 là danh sách mã thông báo Revo được niêm yết trên sàn tập trung và sàn phi tập trung, rồi tạo niêm yết, tạo và niêm yết stablecoin UERR, rồi công cụ chuyển đổi ERC20 để hoán đổi Revo trên UERR và mã thông báo ERC20, chuyển đổi thanh toán mã Revo trên UERR và các mã thông báo gốc khác trên Cardano bắt đầu phát triển mã thông báo Revu và nguồn cung cấp cho phép đặt cược và khóa vesting. Quản trị mở cho vay Vimo, DeFi mở. Rồi quý 1 năm quý 1 quý 2 năm 2022 là các khoản vay Vimo để thanh toán cho thuê, mua Revu bằng fiat thông báo ứng dụng. Hướng dẫn hỗ trợ ứng dụng cho các mã thông báo gốc khác từ Cardano. Nâng cấp ví Revu để hỗ trợ nhanh rồi đẩy ví Revo đến các cổng thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ quý 3, quý 4 năm 2022 là thêm khoản thanh toán định kỳ chẳng hạn như các tiện ích để quản lý chúng và thanh toán bằng tiền điện tử tận dụng các khoản thanh toán tiện ích công công cộng và các dịch vụ DeFi giới thiệu thẻ ghi nợ Revuto vật lý để thanh toán hàng hóa tiền điện tử và có tùy chọn tận dụng dịch vụ Defi đó là những cái roadmap mà nó đưa ra thì uh, nó chuẩn bị bán cái mã thông báo nè đây vào ngày 18 tháng 5 thì chỉ còn vài tiếng nữa là bán thôi đây thì đây là mọi người thấy cái trang đó là còn 3 giờ 56 phút thì đợt thông báo bán đầu tiên trên Cardano trên Cardano nè đó rồi thì mình sẽ vô bảng điều khiển thì nó sẽ phân phối phân phối mã thông báo review nè dự án sở hữu 53%. Bán vòng riêng. Bán private á, private sale là 6%. Rồi bán public là 11%, bán cộng đồng 15%, nhóm cố vô vấn á là giữ 15%. Rồi phân phối nè, phát triển co team nè. Phát triển là 35%, hợp pháp 10%, tiếp thị 25%, quan hệ đối tác 18% giao thức thanh khoản 12 phần trăm thì thực sự em nghĩ đây 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 có thể là một cái sàn đẹp em chưa đọc cái thông tin nhiều lắm nó là một cái dịch vụ tài chính phi tập trung và sau này nó sẽ ra một cái sàn phi tập trung nữa có thể là vậy rồi đây là ngày 18 tháng 5 nè kéo dài một ngày 12 giờ giá là 0.85 URR thì một URR em thấy nó tính là có thể là một euro đầu tư là từ 500 tới 1k có sẵn là tổng cộng là 15 triệu, hơn 15 triệu. Rồi bán tới vòng thứ hai là ngày 20 tháng 5 nè, đó. Là giá là 0.09. 0.09 euro á. Rồi tiếp theo là bán cộng đồng, giá 0.1. Đầu tư từ 100 tới 500 5 000 euro, đó. Thì kéo dài 7 ngày thì anh chị có thể thấy nè. Đó. Thì nếu mà mình bỏ lỡ cái vòng này ngày hôm nay thì mình có thể đăng ký những cái vòng sau Cái này là bán bán public sale nha anh chị Đây vòng riêng tư nè Đó Nó có đầy đủ cập nhật đầy đủ hết Thì đây là cái dự án đầu tiên trên Trên đợ, Nền tảng của ADA thì em nghĩ nó sẽ có một cái cú hít để tạo ra Cái tiếng vang Cho những cái dự án sau này trên nền tảng của ADA Thực sự dạo này team tụi em cũng đã nghiên cứu rất nhiều về những cái dự án trên là Nia nè. Rồi uh, Area để đón đầu cái trend sắp tới thì thực sự cái trend sắp tới là NFT. Thì đầu tháng 6 này sàn Binance nó sẽ ra một cái chợ chợ giao dịch NFT thì em nghĩ là có thể là những cái dự án liên quan tới NFT nó sẽ bay cực kỳ mạnh và tụi em đang bắt đầu là tìm tìm những cái dự án về NFT để đón cái đợt sóng này thì sau này em sẽ cập nhật những cái thông tin mới hơn về những cái dự án NFT và những cái dự án trên Nia để cho anh chị có thể tìm hiểu cùng team rồi video của em tới đây là hết nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh